anh Tài Cải đang đục keo ra ha. Rồi anh Thợ Mộc thì mới cắt xong đó các bạn. Các bạn biết tại sao cắt không mà đục keo không? Đổi dung dịch mới, chiếc này đổi dung dịch mới bự hơn, cho nên là bây giờ phải cắt cái khúc đó ha. Rồi chủ ghe sợ yếu đó các bạn, yếu cái phần lã ký đỡ cái dàn bánh lái đó, ha, thì sẽ cặp thêm một cái cây này. Cây này là cây ba răng ha. Cây ba răng nha, thối 14 triệu ha. Khúc này là hết một mấy triệu nha, tiền công này công nọ đủ thứ, cho có công keo rồi cây công Thợ Mộc cù lon con tán, đúng không anh Tùng? Đúng rồi. Anh Tùng Thợ Mộc nha các bạn, cũng mười mấy năm kinh nghiệm trong nghề nha. Khi nào đem chân dịch về rồi đẩy xuống ghe mình sẽ quay thêm một clip nữa nha cho anh em xem. Thì mỗi vùng mỗi khác nha anh em, ở đây cái vùng Kiên Giang này thì tiền gia chế cháo đủ thứ đó, tận dụng được những gì tận dụng, với lại là mình tiết kiệm được gì tiết kiệm, nhất là ngày làm nha anh em. Ghe cào thì quan trọng là chạy đi cào đó, mà anh em lên nụ lâu quá thì mất cái ngày cào, mất tiền lời của mình nha. Ghe đậu quá thì anh em nuôi phủ cũng kiếm ghe khác đi nữa, kiếm lính cũng thêm khó ha. Cặp sắt ngồi nha các bạn ha, khoan mắt cù lon rồi hết trơn rồi nè. Ở đây 4 cây, ở đó 4 cây luôn, rồi sẽ cặp thêm mấy miếng anh Tùng, 2 miếng hả? 2 miếng, 2 miếng ha các bạn, 2 miếng đó, đâu 1 miếng, đâu 1 miếng nữa. Chiếc này thật sự thì 6m2 này đóng mới, hiện tại nếu mà cây sao thì không dưới 10 tỷ nha anh em, không dưới 10 tỷ đâu. Đục ga nha các bạn, cây sao nha. Quay cho anh em tham khảo nha. Cái thật sự thì nếu mà cắt cái khúc này ra đúng không, làm lại tốn thời gian rất là nhiều, tốn công thợ, tốn đủ thứ, thì bây giờ mình làm vậy cho nó ok hơn. Thì khi nào đốt chân dịch thì mình sẽ quay cho một clip nữa nha anh em, ra nhiều tập cho anh em ha, để nhiều khi anh em coi chán anh em xả qua xả lại cũng vậy ha. Đó, giờ khoan xong rồi, còn cái một lỗ nữa thôi. Bên đây cặp thêm 2 miếng, bên kia 2 miếng là xong. Rồi mấy cái đường kẻ này thì chét bột đá nha, lắp keo lại. Bây giờ chiều cái lỗ lên nha các bạn, chiều lại, chiều lại mà để khoan làm dấu nha. Thôi vậy thì clip này đến đây kết thúc nha, hẹn anh em clip sau nha. Clip này mình quay cho anh em xem là
cách thợ chế cháo khi đổi dung dịch mới lớn hơn, nó đụng cái phần lở ký cho nên cái đục đẽo ha. Rồi bye bye khán giả nha.